đến với chương trình Bạn Có Thực Tài mùa thứ hai. Đây là bộ môn gì vậy bạn? Dạ, đây là bộ môn bắt cua. Được. Bắt cua. Dạ, em xin chính chào ban giám khảo. Em chào quý vị từ xa. Em chào qua ngã ba Đồng Lộc. Em chào dọc xuống Phan Giang. Em chào sang Phan Thiết. Em chào từ thành thị tới nông thôn. Em chào chị bán tôm. Em chào cô bán ghẹ. Anh này chảnh chơi à thì em không có chào. Đứng bên cạnh các cô thì thấy Quyền Linh quá già và quá khó tính và quá xấu đúng không? Các cô vui vẻ, dễ thương, mềm mại. Tất cả những cái thứ mà Quyền Linh không bao giờ có được. Giọng gì? Nhường tôi ha, nhường tôi nói nha. Bà sướng quá. Con ơi, tại vì vậy nè, con cái luyến lấy của quan họ rất là khó. Cô người quan họ, cô mê quan họ, cô hát không được quan họ. Về chương trình em thử nghiệm xem là mình có thể bán được mọi nơi mọi lúc không. Mục đích đến đây là bán bằng chải. Trời đất ông nội ơi. Khỏi cái mục đích tối cao của anh lạnh tới đây anh bán bằng chải. Nghe mấy bạn hát xong mà bây giờ tôi chỉ muốn đứng dậy đi về uống trà với bố mẹ tôi thôi.